hạnh được gặp anh. Cảm ơn em. Dạ. Xin chào hai quý vị quan khách đã đến với quán ăn Lời Nói Thật sau 6 giờ của chúng em. Quán của chúng em rất là đặc biệt ở chỗ nào? Đặc biệt có chiếc máy phát hiện nói dối này. Hai quý vị có thể gọi nó là Bảo Bảo. Dạ. Bảo Bảo. Khi chúng ta sử dụng chiếc máy nói dối này thì bảo đảm chúng ta sẽ nghe được những lời thật lòng của nhau. Nếu như có một lời nào dối trá, chiếc máy này sẽ kêu lên tiếng tèn tèn. Cái tiếng nó không có được hay lắm nha. Nhưng mà cái bảo bối này hơi bị được đó. Dạ. Đến với nhà hàng của chúng em thì hai quý vị hãy yên tâm về cái độ sạch sẽ của thức ăn. Tèn tèn. Giá cả rất là hợp lý. Tèn tèn. Sao nó lại kêu lên mà kỳ vậy? Bảo bảo hư, bảo bảo đáng hận. Thú thật thì nhà hàng của tụi em rất là cùi bắp. Đầu bếp thì nấu rất là dở, mà giá cả thì cắt cổ nên nó rất là sang trọng. Cái này nó đúng nè. Thôi em kêu đi, em ăn trước đi. Em đi với anh á thì không sợ đắt, chỉ vì kêu đồ ăn thôi tất cả để anh lo. Tèn tèn. Không sao. Tại vì em ăn có chút xíu hà, nên cũng không có kêu nhiều món đâu anh. Không có tốn tiền đâu. Tèn tèn. Thật ra bình thường em ăn mỗi ngày có chén cơm à. Tèn tèn. Thêm cái đùi gà với một cái trứng nữa thôi. Tèn tèn. Thêm có một tô mì với lại ba ly nước cam thôi hà. Nó không có kêu kìa, nó không có kêu. Cái này nó đúng rồi đó. Lòng đó. Bây giờ anh cho những cái món mà bạn gái em vừa mới kêu đi anh. Dạ, hai quý vị cứ yên tâm, đợi trong giây lát em sẽ vô kêu đầu bếp làm tất cả các món ăn trong tích tắc. Em à, cái quán này á thì có cái phong cách nó hơi kỳ, nhưng mà được cái thú vị là có được cái máy nói dối này. Hãy bây giờ sẵn tiện chúng ta sẽ đặt những câu hỏi cho nhau để mình thử cái sự trả lời chân thật đi ha em hả? Thì mỗi người một câu nha. Em hỏi trước ha. Thật ra thì anh có bao nhiêu tài sản cá nhân vậy? Anh có cái bộ đồ này á là anh mượn của bạn anh. Còn anh có là anh có được cái sợi dây này là của anh nè. Thiệt rồi. Tới anh. Dạ dạ. Thật ra là anh muốn hỏi em có phẫu thuật thẩm mỹ gì không? Em chỉ sửa một tí xíu ở con mắt hả? Tèn tèn. Em nghĩ nên dục nó đi. Thật ra mắt môi mũi miệng mà mỗi thứ em sửa một ít. Nhưng mà em anh muốn hỏi em một cái nữa là em có chê là anh nghèo không? Không đâu. Em chỉ quan trọng là tấm lòng thôi, chứ thật ra thì em không quan trọng tiền bạc đâu. Nó không kêu, em nói thật mà. Em đúng là một cô gái tốt. Anh cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được gặp và quen em. Em có muốn dùng điều gì nữa không anh kêu thêm? Dạ thôi, em no rồi, không cần gì nữa đâu. Dạ. Ủa, em sao vậy? Em không có sợ chứ. Em có sao không Lan? Lan ơi, tự nhiên đau bụng vậy? Trời đất, phục vụ đâu? Dạ có em. Quý khách có cần dùng thêm ạ? Anh bán đồ ăn gì mà bạn gái tôi bị đau bụng rồi kia? Trời ơi, hoài vậy? Bây giờ trời ơi, tôi đau quá. Trời ơi, kiện là cái cục an toàn thực phẩm. Bây giờ tôi không thể nào chấp nhận được mà bán đồ ăn như vậy. Anh chị ơi, đừng kiện em, tội nghiệp em buôn bán nhỏ mà cho anh chị. Tự nhiên hai dẫn vô cái quán gì mà ăn uống gì mà kỳ cục quá. Chị ơi, chị ơi. Buông ra coi. Đừng đi bỏ anh mà. Tôi không có bỏ anh. Chị đi đâu? Đi đâu? Đi vệ sinh. Ôi, em. Tất cả là tại anh đó. Trời ơi, anh nghĩ sao rồi, bây giờ bạn gái tôi lại bỏ tôi đi rồi giận tôi rồi kìa. Trời ơi, anh thông cảm, anh đừng thưa kiện em chỉ cách này bảo đảm bạn gái anh quay lại anh hả? Thôi đừng, bây giờ muốn chỉ cách ra để tôi không đi kiện anh hả? Không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng mà có cách gì cho bạn gái tôi không giận vậy? Dạ, cách là như vậy, thường á con gái á rất là dễ tính. Nếu mà anh có quà cáp, hột sàn, kim cương gì là bạn gái anh quay lại anh hả? Dạ. Đâu? Ủa, em hết đau rồi hả? Hột sàn, kim cương đâu? Trời, chúng ta đừng tặng cho con nào nha. Đó, anh thấy không? Nghe hột sàn kim cương là quay lại liền đó. Vậy là cách gì chỉ liền đi. Em sẽ làm cho anh một cái hộp quà bất ngờ tặng cho bạn gái. Hộp quà bất ngờ. Kiểu 1, vật liệu cần có: hộp vuông nhỏ, giấy bìa màu, ri băng, dây gân và một số đồ trang trí khác. Cách làm: bước 1, đầu tiên ta cắt giấy màu thành những hình trái tim có kích thước vừa với chiếc hộp đã có.
Bước 2, cắt một đoạn dây vừa phải để dán nối các trái tim lại với nhau như thế này. Trong lúc dán, ta lồng món quà đã chuẩn bị vào sợi dây. Bước 3, dùng keo dán hai đầu dây trái tim vào đáy và nắp hộp. Bước 4, cuối cùng là ghi lên trái tim những lời yêu thương đầy ngọt ngào. Khi mở chiếc hộp ra, nửa kia của bạn sẽ nhận được câu tỏ tình đáng yêu và sẽ rất bất ngờ cho mà xem. Rồi cột lại bằng một đoạn ruy băng đỏ như thế này nữa là xong. Ai? Lớp? Vũ? Đó, dễ thương không? Vậy thôi hả? À, vậy thôi á. Vậy thôi mà định ngăn chặn cái sự đau bụng của tôi hả? Nghĩ sao vậy? Trời ơi, sao vậy? Ui, không thích cái món quà này. Bây giờ không thích thì bây giờ sao? Trời ơi, anh yên tâm đi, anh đừng có sầu sồn lên vậy. Em sẽ làm một cái món quà khác đầy bất ngờ hơn cho chị nha. Kiểu 2, vật liệu cần có: hộp vuông lớn, giấy màu, tăm tre, bong bóng và hoa giấy rút. Cách làm: đầu tiên ta nhét giấy vụn màu vào bên trong, rồi tiếp tục cho món quà đã chuẩn bị vào bong bóng. Sau đó bơm đầy bong bóng. Tiếp theo ta dùng keo dán tăm tre lên bên trong nắp hộp và dán một bông hoa lên bên trên nắp hộp như thế này. Vậy là xong. Khi mở hộp ra, người nhận có thể dùng tăm để làm bể bong bóng và nhận được món quà bên trong bong bóng một cách bất ngờ. Thật là dễ thương phải không nào? Rất đơn giản để ta có thể tạo nên những món quà vô cùng bất ngờ dành cho những người yêu thương. Chúc các bạn thật vui nhé! Đây, em đã làm một cái món quà mới đầy bất ngờ cho chị rồi đây. Nó to hơn món quà hồi nãy. Hy vọng nó giống như những gì em mong muốn. À, thiệt là dễ thương. Gì đây? Gì đây? À, này là cái món quà để bất ngờ thôi chứ đâu có gì đâu. À, rồi nhẫn kim cương á, nhẫn kim cương đâu? Nhẫn gì? Nhẫn gì đâu có đâu, bất ngờ thôi. Hồi nãy đi trong kia nghe cái gì mà kim cương hồng xoạn ngoài đây nè. Hai người lừa tôi hả? Trời đất ơi, tôi nói cho mấy người biết nha, tôi kiện cái nhà hàng này, cho đóng cửa luôn. Nghĩ sao hả? Tôi ăn đồ ăn của nhà hàng này tôi bị đau bụng mà đời tôi vậy đó hả? Tệt. À, chị, thật ra là chị không có đau bụng đúng không? Bị điên hả? Tôi đau bụng nãy giờ, tôi đau bụng thiệt. Nói thấy chưa, nó đâu có kêu. Chị đau bụng là đau bụng thiệt, nhưng mà không phải đau bụng vì món ăn của nhà hàng chúng tôi đúng không? Là sao không hiểu gì hết? Là trước khi tới đây chị đã ăn nhiều cái món ăn khác đúng không? Làm gì ăn nhiều đâu, tôi mới tráng miệng có hả? 5 cái trứng hồn vịt lộn như là 10 bịch bánh tráng trộn hả? Hai người đi đâu? Lại đây, anh trả tiền cho tôi, lẹ lên. Tôi làm gì có tiền trả, bây giờ đi, chứ được đó. Đó kia bà tính đi. Bà ăn cho lòi bản họng ra, bây giờ trả tiền hết, trả mau. Trả thì trả. Em gì dữ vậy? Em sao vậy? À, không có sao chứ. Ui, em sao vậy? Có sao không? Sao chứ?